就能打电话。对对，一充值就能打电话。啊，那边讲不会回来，依旧不提不拉，你是让我提先生了。充值了，拿电话了，充值了拿电话，能了可以打电话啦，我电话，这是侬做白来啦。那电话上就先可以，我也快多，那。
ngày ở đây chơi tí thôi, 8 giờ bắt buộc phải về nhà rồi, mẹ coi ra đi ra ngoài quá 8 giờ đúng không ạ? Tẩy ba nhà quế cha. Ok, tiếp theo mình có gì đấy ạ? Khả, khả là gì ạ? Thẻ, tất cả những cái thẻ này gọi là khả. Thẻ ngân hàng rồi thẻ, xong rồi bằng lái xe, à không bằng xe gọi là khả. Tất cả những cái này gọi là khả. Tiêu hoa khả, y hắn khả. Tiêu hoa khả là gì ạ? Thẻ điện thoại. Thế y hắn khả là sao? Thẻ ngân hàng. Thẻ ngân hàng, đúng rồi. 请问你们有几个银行卡? 请问你们有几个银行卡? 我有三个银行卡。 我有两个银行卡。 我有四个银行卡。 我有零个。 零个? 银行卡。 我拿了。 充值，充值，我在那充。
你不知道你那个什么电话费？电话费？那电话？今天没有。充值了哪边段？宝贝怎么是呢？充电话费公然哪边段？宝贝，那充值卡了的，那能填没？给填了，填出过你给哪回事？你不会填？充值卡了的，填的嘛那边，充值卡了填那边。nó gần gần giống với việc ngày xưa mình mua cái thẻ cào đấy, cào xong mình cào đấy, nó gọi là chung chữ thả đó. Không mình sẽ phải ấn nó xong một không một hay sao không có cái thẻ đó. Đúng rồi, bây giờ không có nữa rồi. Không đầy. Có mà. Có à? Có à? Có vậy hả? Nhiều. Nhiều à? Thế bây giờ nó có chung chữ thả nhé. Ngày xưa thì không có, ngày xưa thì dùng đa phần là chung chữ thả, nhưng mà bây giờ là mình nạp tiền điện thoại rồi, mình sẽ nói là chung điện thoại. Nó ok, mình có thế đấy ạ. Y chiều vừa cái gì đó thì y cái gì chiều là vừa cái gì đó thì hoặc là vừa cái gì đó đã, vừa cái gì đó đã, vừa cái gì đó thì là thế đấy ạ. Xin mời ai làm ví dụ nhỉ? Y với cha chiều xuôi giáo xuôi gì? Xuôi giáo chào 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 我一走他就来，中国的语言里，我一走他就来，中国的语言里头，语言里头，我一睡觉他就打电话，我一睡觉他就打电话，中国古语，我连我连话，如果我要是打一揪呢，是吗？来呀，得令不令，得令不令，别管了，令令，我。一打游戏就什么呀？他发烧了。我一打我一打游戏，好了，我打游戏以后，我一打游戏，他就来电，好了，来信息，来定别人可以。他就来信息 ，OK。我去上课就，我一上课，一上课，我立吗？我立即，我立立了。对，我立了。嗯，我去了立。那么，你那把钱第一起来了，对吗？嗯，我立了，立了，对吗？你只拿一起让我搞一下。我去上课就，一上课一了。啊，我去。mình đừng làm khó mình được không? Oh. Đây y cái gì đấy chịu? À, của y. Y cái gì đấy chịu? Vừa cái gì đó đã vừa. Của y gì đó đã. Của y. Nó là sao? Của. Của. Đi chơi. Của y. Của y sang cơ là được rồi. Đi sang cơ. À, chiều. 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 Mấy? Chiều. Tha lại. Chiều ra lại thì anh ấy tức là tôi vừa ha trở lại ha trở lại à ý là chị vừa mới đi học thì anh ấy em rất là khai xin tôi đi chuyên ha trở tôi đi chuyên sang thân ha trở lại tôi đi sang thân rồi ha chuyên tôi đi sang thân ha trở lại được không được không 一走路去我累，我一走路就累，我一走路就累。明白了，然后我很正经的，你们坐嘞，走路嘞，走路。
này, cộng với động từ này, cộng với lại chủ ngữ hai này, cộng với lại là chủ ngữ hai này, hay gọi là từ ngữ đó, cộng với lại động từ này, chiều, chiều thì sầu luôn, cộng với chiều, tha, chiều có động từ, đấy, đặt lại này. 我一走路就累 Đúng rồi. Ok, tiếp theo. Thế không có chủ ngữ hai? Không, có không được. Đâu, thế là tôi mà. Chẳng hạn thêm một người nữa. Đúng rồi. Nghĩa là ví dụ chỉ thêm một người nữa, nghĩa là tân ngữ khi người ta xuất hiện thì mình phải thêm vào. Nếu không thôi. Tức là tôi vừa đi bộ thì đã mệt. Thì đã mệt chúng ta. Tôi vừa đi bộ. Thế chỉ có một người xuất hiện trong cơ hội này thôi mà. 我一出去就他 Thế nhá. Tha là đông. Là đông. Tha chiêu. Đúng. À, 我一出去他就找我. Ok, tốt rồi. 我一哭就笑. Thế nhá. Tôi vừa khóc đã cười rồi. Cười không? Không, 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 không. Nghĩa là hai cái hành động này nó nghĩa là cái thời gian diễn ra nó rất ngắn, nhưng mà vừa khóc khóc xong cái tôi thì khóc thì bạn tôi cười đấy là vừa đấy đúng không? Đúng không? Không vừa khóc cười đấy. Thế có một cái từ nữa là ý là vừa khóc xong đã cười được luôn đấy, giống như kiểu trẻ con đấy, thì là mình sẽ phải sử dụng từ khác, từ mã sau, ví dụ như nói là hai khu bản số mã sau sợ thì được, còn cái trường hợp của chị không được cái gì? Tha chiêu ai của tôi có người bạn, anh ấy sẽ là yêu tôi. Đúng rồi, ý là đúng không? Đúng rồi. Tôi cứ gọi cái mẹ cô ấy nó thích tôi, đúng không? Nó yêu tôi đúng không? Được rồi nha, Lý. Lý anh này. Đúng chưa? Lý là Chú Phan. Tha Của y Chú Phan. Tha chiêu với họ. Đâu, của y Chú Phan ta kiểu là đánh quả. Ừ, được, ok. Nhưng mà thường thường nhá, thường thường thì cái việc mà mình sử dụng y chỗ nghĩa là gì ạ? Nghĩa là hai cái sự việc nó đến một cách rất là nhanh chóng. Nghĩa là cái trước vừa mới kết thúc thì cái sau đã tới rồi, đúng không ạ? Và một cái cách sử dụng, ví dụ như chị vừa nói là tôi vừa mới gọi ăn cơm thì cậu ấy gọi điện thoại, đúng không? Thế nếu như mà nó gây cảm giác khó chịu cho mình thì mình sẽ sử dụng là ôi ra vừa ngồi xuống bàn ăn xong đã gọi đến tôi rồi, thì cái ngồi xuống bàn ăn như thế nó sẽ hợp lý hơn là việc ngồi trong bàn ăn trong trong phòng thì anh ấy đưa tôi một phần đúng thế hợp lý đó, nghĩa là nó thể hiện rằng là mình đối với sự việc đấy nó không quá hài lòng đó, thấy chưa? Nào tiếp theo là gì ạ? Cái nào vừa đúng không? Sòng quả là gì ạ? Internet mạng đúng không? Ví dụ bây giờ mình nói là mấy quả thì mình nghĩ là sao? Mấy quả lúc nào không có bạn, không có bạn nhớ mấy quả là không có bạn. Nào xin mời đọc nào. Cái nào mấy thiên sang quả chân hướng nhau léo thiên rồi mỗi ngày lên mạng nói chuyện với bạn bè đâu, hoặc là lên mạng nói chuyện với bạn hàng ngày đúng không? Tiếp điện sang quả tham thiên hình và bạn xem phim. Đúng rồi, và bạn xem phim. Ok, rồi. Trộn. Cái từ này là hai cái cách nhá. Một là trộn hay là trộn. Chúng ta đang học là trộn. Trộn là loại.
chủng loại đấy, chủng loại nào, chứng minh rằng chơ chung bình quả chơ chủng chơ chủng bình quả rồi, chơ chủng bình quả là gì ạ? Loại loại táo này, loại táo này đúng, tiếp đi. Nếu mà rất dễ thì là hơi rối, chỉ một cách
không phi thường dễ phi thường đúng rồi mình có thể nói là phi thường dễ này hoặc là khó dễ và khó dễ thì người ta sẽ nói là dễ dàng gì nhá. Ok tiếp theo nhá. Đúng rồi, mình chuyên là hai yu rung yi ma là gì ạ? Cảm thấy tiếng Hán dễ không? Vâng. Chuyên là gì? Cảm thấy bạn cảm thấy tiếng Hán có dễ không? Rồi. Rồi tiếp theo là gì ạ? Phục vụ là gì ạ? Phục vụ. Đúng rồi, mình biết phục vụ viên là gì? Đúng rồi, nhân viên phục vụ viên. Phục vụ viên. Ví dụ mình vào cửa hàng ăn mình nói là ê phục vụ viên lấy lẻ tờ nấu rượu đúng không? Ê phục vụ viên lấy lẻ ký cho đúng không? Phục vụ viên lấy lẻ ký cho là gì? Đúng rồi, phục vụ ơi cho hai cái rượu, phục vụ ơi cho cái gì đó thì mình sẽ là phục vụ viên. Lấy nào tiếp theo phục vụ mình có gì ạ? Sao mà phụ là gì ạ? Từ phụ này nó có mang hai nghĩa, một là phục vụ, hai là dịch vụ. Nó có mang động từ, có mang danh từ. Dịch vụ mà. Đúng rồi, dịch vụ mà. Tiếp theo. Phụ họ là gì ạ? Phục vụ rất tốt. Đúng rồi, hoặc là dịch vụ rất tốt. Phụ. Vệ sinh phục vụ là gì ạ? Vệ sinh phục vụ. WeChat, dịch vụ gì? Phục vụ WeChat là dịch vụ WeChat, đúng rồi, phục vụ. Rồi, mình có gì đây? Tan xin học chưa? Học rồi nhá. Tan xin là lo lắng. Tan xin là lo lắng. Hẳn tan xin là gì ạ? Rất lo lắng. Bố dùng tan xin là gì đúng không biết? Bố dùng tan xin là không cần lo lắng. Đừng lo lắng. Đúng rồi, đừng lo lắng. 我在外面 9点回家, 妈妈不要担心. 我在外面 9点回家, 妈妈不要担心. Con. Đúng rồi, con đi ra ngoài 9 giờ về, mẹ đừng lo lắng, đúng không? Thế ví dụ bây giờ mình nói rằng là nghĩa là hát ca rất dễ, bạn đừng lo. Hai cái rất dễ, đừng lo nói nào. Kỳ thi hai cái rất dễ, đừng lo. Thế thì sao? Thi là gì? Khảo sư. Đúng rồi, SAT khảo sư. Hẳn, đúng ý.